Linh và Đàm Vĩnh Hưng xin gửi chào trân trọng đến quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Mình thấy hơi sai sai rồi đó. Tại mình tới đây đâu có phải làm cái này. Cái này là chỗ Giang với Diệp. À, thôi chết. Tại vì thấy các bạn thí sinh rất là cuồng nhiệt và chuẩn bị, một sự chuẩn bị rất là tuyệt vời. Cho nên là em bị máu người Việt nó lên luôn, cuốn theo luôn. Cuốn vô. Dạ. Cuốn vô. Ủa vậy? Trường Giang và Ngọc Diệp đâu ta? Ê, các em. Nói nghe nè, khỏi tìm. Hình như tuần trước anh nhớ là hai đứa nó có hẹn hò. Nhiều khi phim giả mà tình thiệt. Bởi thằng Giang nó nổi tiếng là đào hoa. Oh. Nó quay phim nào là trong phim đó cũng phải chết một đứa. Giống như là em có muốn đứng gần anh không? Em muốn đứng gần anh không? Dạ muốn. Tại nét đẹp anh em sao kiềm chế được. Trời, đẹp quá mà. Vâng, em rất thích đứng gần anh. Thôi, nhưng mà cái quan trọng là vậy nè. Mình tới đây là để ngồi giám khảo. Đứng đây nói tào lao là tôi không có chịu rồi. Đúng rồi. Kiếm là Đinh, Ngọc Diệp với lại Trường Giang đâu rồi? Ngọc Diệp, Trường Giang. Ngọc Diệp. Kia. Có hai đứa. John Huy Trần đang chỉ cho em một cái động tác mới là... Không phải vậy đâu anh á. Phải. Tôi thấy John Huy dựa đầu vô rất là âu yếm. Là cái này phải cảm nhận nhau đó. Cảm nhận. À, phải cảm nhận nhau. Thôi chúc mừng các em. Các em cứ cảm nhận nhau đi nha. Nhưng mà giờ không có ngồi đó hoài được đâu. Qua đây đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.